Trường Trung học Phổ thông Phù Đổng, thành phố Đà Lạt là một trường dân lập, được thành lập từ năm 1989 do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan chủ quản, 100% tự chủ về mặt tài chính. Suốt hơn 25 năm đi vào hoạt động, cơ bản đã góp phần giải quyết nhu cầu học tập cho con em tại địa phương. Tuy nhiên hiện nay, trường đang đứng trước ngưỡng cửa bị giải thể. Nguyên nhân vì sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Đây là một buổi họp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên và tỉnh đoàn Lâm Đồng với toàn thể ban giám hiệu, giáo viên trường Trung học phổ thông Phù Đổng Đà Lạt để thăm nắm tình hình nguyện vọng của giáo viên, thống nhất quan điểm để hoàn tất đề án giải thể trường trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đa số giáo viên đều mong muốn sau khi trường giải thể sẽ được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn và những đơn vị tiếp nhận cũng đảm bảo công việc lâu dài cho họ. Đối với trường thì muốn gắn bó lâu dài, nhưng mà nếu như là cơ quan chủ quản họ tính toán mà cái trường học mà chưa đảm bảo cái kinh phí để mà hoạt động thì họ có quyền giải thể. Chúng tôi mong muốn là phải tỉnh đoàn để giải quyết công việc cho anh chị em về các trường mới để đảm bảo cuộc sống. Cũng mong muốn rằng là cơ quan chủ quản, ban giám hiệu nhà trường, rồi các ban ngành có liên quan thì cũng hết sức để tạo điều kiện để chúng tôi có một công việc làm ổn định hơn. Chứ nếu mà nhà trường giải thể thì vấn đề chúng tôi lo nhất đó là bóp bên về vấn đề công việc, rồi tài chính, rồi kinh phí con cái học hành này nọ các thứ. Những phương án mà cơ quan chủ quản đưa ra thì ngày hôm nay chúng tôi làm việc thì chúng tôi cũng thống nhất. Tôi thấy về cái chủ trương của cái cơ quan chủ quản đưa ra thì là đúng chứ không có gì sai. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục mà kéo dài thì nhà trường cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái kinh phí mà chi trả lương cũng như các hoạt động. Nếu như mà mình tạo cái thời gian, mình có cái thời gian kéo dài lâu hơn để mà mình trao đổi, mình bàn bạc với phụ huynh, học sinh cũng như là đội ngũ giáo viên để tạo được cái sự đồng thuận từ các phía thì cái việc giải thể thì nó mới tiến hành thuận lợi được. Mặc dù cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy học tập, tuy nhiên chất lượng giáo dục tại trường Trung học phổ thông Phù Đổng Đà Lạt hàng năm đạt tỷ lệ thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Tuyển sinh đầu vào lớp 10 không đạt chỉ tiêu suốt nhiều năm liền. Như năm học 2014-2015 chỉ tuyển sinh được 50% chỉ tiêu đề ra. Năm học 2016-2017 chỉ tuyển sinh được 1/4 số học sinh theo chỉ tiêu. Đối với một trường dân lập phải tự chủ về mặt tài chính, nếu không đảm bảo được kinh phí hoạt động, chất lượng giáo dục không đạt hiệu quả thì giải pháp cuối cùng là phải giải thể. Vì vậy, trong năm học 2017-2018, trường Trung học phổ thông Phù Đổng Đà Lạt tiếp tục duy trì học tập ở khối 11 và 12 với 169 học sinh và trường sẽ không tuyển sinh lớp 10 đầu cấp. Trước thông tin trường sắp giải thể đã ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh cũng như phụ huynh. Thì khi mà chúng tôi nghe cái tin cái mà trường giải thể để chuyển giao cho một cái đối tác nào đó mở cái trường mầm non chất lượng cao song ngữ gì đó thì chúng tôi rất là tiếc nuối. Đơn vị chủ quản là tỉnh đoàn đó và Sở Giáo dục và Ủy ban tỉnh nên xem xét lại cái việc giải thể này xem là có hợp lý hay không. Em cũng gắn bó với trường được 1 năm rồi. Khi trường giải thể em rất là tiếc. Cũng chỉ vì trường không đủ kinh phí nên bắt buộc phải giải thể, nhưng lỡ đâu qua trường khác thì có điều kiện tốt hơn. Dù học ở trường nào, môi trường nào thì em cũng sẽ cố gắng học thật tốt ạ. Em đã gắn bó với trường từ cấp 2 lên cấp 3. Nhưng mà qua vậy em vẫn thấy rất buồn vì trường bị giải thể. Tuy là em lớp 12 em ra trường, lúc em quay về lại không gặp được thầy cô như cũ. Thưa quý vị và các bạn, với những gì chúng tôi đã chia sẻ ở đầu phóng sự, thì việc mà giải thể trường Trung học phổ thông Phù Đổng, thành phố Đà Lạt là một chủ trương hết sức là đúng đắn. Bởi vì trong nhiều năm liền, chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào của trường đạt rất thấp và việc thu chi tự chủ của trường thì không được cao. Chính vì vậy thì việc giải thể của trường chỉ là một sớm một chiều. Với việc giải thể trường Trung học phổ thông Phù Đổng Đà Lạt, bản thân đơn vị chủ quản là Hội Liên hiệp Thanh niên Lâm Đồng cũng trăn trở. Bởi nếu tiếp tục duy trì thì trường sẽ không còn kinh phí để duy trì hoạt động. Vì vậy, cơ quan chủ quản của trường quyết định đưa ra phương án giải thể và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Hiện nay, tỉnh đoàn Lâm Đồng, cơ quan cấp trên của Hội Liên hiệp Thanh niên Lâm Đồng đã triển khai các bước để đảm bảo quyền lợi cho học sinh cũng như giáo viên trường Trung học phổ thông Phù Đổng Đà Lạt sau khi bị giải thể. Trước tiên, ban thường vụ tỉnh đoàn thì chúng tôi sẽ làm việc với Sở Giáo dục và trường Trung học phổ thông Hạch Man, trường Trung học phổ thông Dạch Sinh sẽ tiếp nhận học sinh của chúng tôi và chúng tôi sẽ có những cái thủ tục thuận lợi nhất để cho học sinh được chuyển trường
một cách thuận lợi và có một môi trường học tập tốt. Đối với các trường này thì thứ nhất là họ cùng một cái hệ thống trường dân lập như trường Trung học phổ thông Phù Đổng. Thứ hai là hiện nay thì tiềm lực của các trường khá là tốt. Chúng tôi sẽ đặt vấn đề với hai trường trước mắt sẽ tiếp nhận cho chúng tôi những giáo viên mà chúng tôi không bố trí được tiết lên lớp ở bên trường của chúng tôi. Thứ hai là chúng tôi sẽ làm việc với Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục Đà Lạt cũng như một số các cái trường mà chúng tôi cảm thấy rằng là có thể quan tâm bố trí được cho đội ngũ giáo viên của trường chúng tôi để tạo cơ hội cho các thầy cô có một cái việc làm ổn định đáp ứng với lại nhu cầu chuyên môn của mình. Những cái phương án cuối cùng mà không thể bố trí được cho giáo viên, cho công nhân viên nữa thì mới tính tới cái giai đoạn là cho giáo viên công nhân viên của mình hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp để tìm kiếm việc làm mới. Nói chung là chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, với các trường trung học phổ thông, với Phòng Giáo dục Đà Lạt tạo cơ hội tốt nhất về nghề nghiệp việc làm cho thầy cô giáo của trường trung học phổ thông. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý phương án cho trường trung học phổ thông Phù Đổng Đà Lạt giải thể, thì trong năm học 2018-2019, số học sinh còn lại của trường sẽ được bố trí học tập tại trường trung học phổ thông Dạy Sen và trường Hẹp Mai Minor Đà Lạt. Những giáo viên cơ hữu của trường sẽ được giới thiệu và làm việc tại các trường học trên địa bàn. Còn đối với cơ sở vật chất hiện có của trường, sẽ được tỉnh đoàn Lâm Đồng xin chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động sang thành trường mầm non song ngữ quốc tế.